Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 99. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dần dần ngưng trọng, cho nên sự hủy diệt của Hoa tộc thượng cổ có liên quan đến Điện Thần Hoàng. Lạc Khuynh Thành khẳng định gật đầu, có liên quan, đợi đến khi em có đủ thực lực, có thể trực tiếp đi hỏi ba vị thánh tổ của Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu, em hiểu rồi, cảm ơn, anh nhanh chóng rời đi. Lạc Khuynh Thành sửng sốt một hồi, cô ấy còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh sẽ phẫn nộ, sẽ tiếp tục truy hỏi, không nghĩ tới anh lại gọn gàng dứt khoát rời đi như vậy. Lòng dạ bậc này khiến Lạc Khuynh Thành lau mắt mà nhìn, thằng nhóc này rõ ràng còn chưa đến 100 tuổi, vì sao lại già dặn như thế? Trong nháy mắt bước ra khỏi cửa Điện Thần Hoàng, tệ chi? Vô số ánh mắt rơi xuống người Diệp Bắc Minh, mặt hàng bốc phét đã đi ra rồi. Người ta là có thực lực. Diệp Bắc Minh không có thời gian để ý tới ánh mắt của mọi người, bởi vì một miếng ngọc bội bên trong nhẫn chứa vật của anh đang không ngừng lấp lóe. Sau khi tiến vào Điện Thần Hoàng, tất cả thông tin từ bên ngoài đều bị chặn lại. Xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Anh nhanh chóng bước tới một góc không người cách xa đó trên 100 dặm, lấy ra ngọc bội trong nhẫn chứa vật. Rót chân nguyên vào trong đó. Giọng nói của Cổng Đan vang lên, sư phụ, Yên Nhi cô nương đã không có. Đệ tử đáng chết, hai tay của nghe xong Cuồng Đan giải thích rõ ràng, sắc mặt Diệp Bắc Minh âm u đến dọa người. Đáng chết, anh bay lên trời, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng cười lạnh, cậu Diệp Phong, cậu đi gấp gáp như vậy làm gì? Diệp Bắc Minh quay đầu. Một cô gái áo lam mang theo ba lão già cảnh giới thần tôn đỉnh phong xuất hiện. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại, là cô có việc. Cô gái áo lam kinh hoàng, cứng người đứng yên tại chỗ, dù thế nào tiếng sao trong cổ họng cũng không nói được nên lời. Cùng lúc đó, sau lưng truyền tới một giọng nói âm u lạnh lẽo, khặc khặc khặc, thằng rác rưởi cậu thực ra cũng có chút bản lĩnh. Chỉ tiếc cậu đắc tội lão phu đã thề nhất định sẽ làm cho cậu hối hận từng đắc tội lão phu. Bây giờ tự cậu quỳ xuống, hay là để lão phu tự mình ra tay chứ? Cô gái áo lam quay đầu nhìn. Một lão già có khuôn mặt già nua, cầm quải trượng có khắc đầu rắn trong tay xuất hiện. Lão tổ Bích Hỏa. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua phía Điện Thần Hoàng, tiểu tháp, ông cảm thấy có thể đánh giết lão tổ Bích Hỏa ở chỗ này không? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tôi đề nghị cậu nên cách Điện Thần Hoàng xa một chút, trong bóng tối ít nhất có 7-8 thần hoàng đang chú ý nơi này. Thấy Diệp Bắc Minh nhìn về phía Điện Thần Hoàng. Lão tổ Bích Hỏa cười, thằng nhóc, đừng có nhìn. Không một ai đến cứu cậu đâu. Diệp Bắc Minh trực tiếp xoay người rời đi. Muốn chạy, có thể sao? Lão tổ Bích Hỏa hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Phía Điện Thần Hoàng xuất hiện mấy bóng người. Một người trong đó là sư phụ của Vương Yên Nhi, một người mẹ của Nguyễn Thanh Từ, một người khác là ông nội của Trương Đạc. Còn biết chạy, không ngốc, lão tổ Bích Hỏa tự mình đuổi giết, cậu ta chết chắc rồi. Tất cả trở về đi thôi, không có gì bất ngờ cả. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh lao thẳng tới nơi cách xa 300 dặm, trực tiếp trốn vào chỗ sâu trong một khu rừng rậm nguyên thủy. Lão tổ Bích Hỏa đuổi theo phía sau. Giọng nói âm u lạnh lẽo không ngừng vang lên, thằng rác rưởi nhỏ tiếp tục chạy đi. Lại chạy nhanh nữa lên, lão phu rất hưởng thụ cảm giác đuổi giết như thế này. Lão tổ Bích Hỏa nghe vậy thì sửng sốt. Ngay sau đó ông ta suýt bật cười, giết người diệt khẩu. Ha 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 ha, đây là chuyện tức cười nhất lão phu nghe thấy trong cuộc đời này, cậu muốn giết lão phu diệt khẩu. Tiểu phế vật, dù cậu có thể chém đứt một sợi tóc của lão phu. Còn chưa kịp nói xong, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, nắm bàn tay lại, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém ra một nhát. Gào! Tiếng rồng gầm vang lên. Một con huyết long cực kỳ đáng sợ lao ra, khí thế khủng bố, bá đạo, vô địch. Hả, ngươi là ai? Lão tổ Bích Hỏa cảm nhận được luồng kiếm khí khủng khiếp ấy, nụ cười của ông ta bỗng chốc cứng đời. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi chính là tiểu phế vật mà ông nói đấy. Chết đi cho tôi. Huyết long do kiếm khí ngưng tụ mà thành gầm lên, sau đó lao về phía lão tổ Bích Hỏa như sao bằng rơi xuống. Lão tổ Bích Hỏa giơ tay lên đỡ đòn, thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình. Phụt! Nhưng ông ta vẫn bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một chiêu kiếm mà thôi,
thế nhưng ông ta lại bị tên phế vật này nghiền ép hoàn toàn. Vẻ khó tin và hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt già nua của lão tổ Bích Hỏa, thanh kiếm kia. Huyết Long, cả uy lực ấy nữa. Khoan, Diệp Phong, cậu không phải là Diệp Phong. Cậu là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhếch miệng, chúc mừng ông đã đoán đúng. SSS. Lão tổ Bích Hỏa suýt xoa kinh hãi liên tục, trong cơ thể thằng nhãi này có 148 chiếc xương chí tôn, bây giờ còn nắm giữ một thanh thần kiếm cực kỳ đáng sợ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp lại. Một tòa tháp màu đen bỗng xuất hiện trên trời, trong nháy mắt tháp Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, không gian và thời gian ở xung quanh như bị ấn nút tạm dừng. Lão tổ Bích Hỏa hoảng sợ phát hiện mình chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển thêm một bước. Ông ta sợ hãi ngẩng đầu lên, ngay tức khắc con người co lại, đấy là tòa tháp trong truyền thuyết. Trời ạ, nó thế mà lại ở trong tay cậu. Uy lực của tháp bùng nổ. Trong lòng lão tổ Bích Hỏa giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi và chấn động vô tận, ngay khoảnh khắc nhìn thấy tháp Càn Khôn Chấn Ngục, ông ta biết mọi sự phản kháng đều là phí công vô ích. Một thứ sức mạnh không thể đối kháng trói buộc lão tổ Bích Hỏa. Đưa ông ta đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Lão Phu biết kiểu gì mình cũng phải chết, nhưng trước khi chết lão Phu muốn ra đi mà không có tiếc nuối. Lão tổ Bích Hỏa vẫn chưa hết khiếp sợ, cậu là hậu duệ của Hoa tộc. Thượng cổ thật sao, cậu trở lại báo thù ư? Ông phải mang theo niềm nuối tiếc mà chết đi rồi. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuyên qua cơ thể của lão tổ Bích Hỏa không hề do dự. Trong nháy mắt, lão tổ Bích Hỏa biến thành một cái xác khô bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Máu dính lên thân kiếm đen nhánh. Ha ha ha, cảm ơn chủ nhân, lão già này đúng là đại bổ. Cùng một lúc khí lão tổ Bích Hỏa chết, một tia sét từ khoảng không trên điện thần hoàng bỗng đánh xuống một trong 99 ngọn núi rồng. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lá cây bùng lên cao, chạm vào tầng trời, xua tan đám mây. Rồi thình lình biến mất. Kia, lão tổ Bích Hỏa đã chết. Cả điện thần hoàng chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, vẻ khó tin đồng loạt hiện lên trong mắt bọn họ. Sao có thể thế được? Lão tổ Bích Hỏa là cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, ai có thể giết ông ta? Rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa nãy lão tổ Bích Hỏa còn đuổi theo Diệp Phong mà. Nghĩ đến những gì Diệp Bắc Minh nói lúc giàu, Lạc Khuynh Thành run rẩy. Em thật sự có thực lực giết cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Im lặng hồi lâu. Rồi Lạc Khuynh Thành mới lẩm bẩm, nếu khi ấy chị từ chối em sẽ giết chị sao? Một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Bên trong khe núi, 10 bóng người đứng chắp tay, một bộ thây khô nằm trên mặt đất. Một nhát chém dài hơn 1.000 mét, tạo thành một rãnh sâu ở khu vực này. Cây gậy đầu rắn của lão tổ Bích Hỏa vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy đất. Đây là thi thể của lão tổ Bích Hỏa à? Đã biến thành xác khô rồi ư? Trông cứ như chết mấy chục năm rồi ấy. Là do Diệp Phong làm sao? Rốt cuộc người này có thủ đoạn gì mà có thể giết được cả cảnh giới thần hoàng đỉnh phong? Con người của mười mấy cảnh giới thần hoàng co lại. Mắt độc cô bá đạo giật nhẹ, quả nhiên là cậu. Lúc trước ở rừng tinh hồn cũng có một nhóm người bị cậu biến thành thây khô. Nhãi danh giỏi thật, chẳng phải cậu đang ở thành phố thần sao? Vậy mà lại có thời gian nhàn rỗi hóa thân thành Diệp Phong đến điện thần hoàng. Sát ý trong mắt độc cô bá đạo lộ ra ngoài. Tốc độ trưởng thành của Diệp Bắc Minh quả thực là vô cùng đáng sợ. Vào thần giới chưa đến 3 tháng đã có đủ thực lực giết chết cảnh giới thần hoàng. Một khi để mặc cho Diệp Bắc Minh trưởng thành lên, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở thành lão tổ Bích Hỏa tiếp theo. Không được, độc cô bá đạo tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra. Ông ta dứt khoát trở lại điện thần hoàng, lấy một viên đá truyền âm ra và rót thần lực vào bên trong. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ lạnh lùng, mọi việc tôi biết cả rồi, Yên Nhi đâu? Cuồng Đan cúi đầu, Yên Nhi cô nương đang dưỡng thương ở đằng sau. Dẫn tôi đi xem. Diệp Bắc Minh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi anh nhìn thấy Vương Yên Nhị, trái tim vẫn trùng xuống. Cô vẫn mặc váy rái, thế nhưng hai ống tay áo trống không. Hai cánh tay biến mất. Cậu Diệp. Ánh mắt Vương Yên Nhi dao động, cô ta khẽ mỉm cười. Diệp Bắc Minh quát, cô hồ đồ quá, tại sao phải làm như vậy? Vương Yên Nhi lắc đầu. Hai tay của Yên Nhi không đáng bao nhiêu tiền,
nếu tiền bối cuồng đan mất đi cánh tay thì sau này thuật luyện đan nhất định sẽ suy. Yếu rất nhiều. Tôi không muốn. Cô im miệng. Diệp Bắc Minh quát, về sau không được phép làm những việc ngu xuẩn như thế nữa. Thứ nhất, không ai có thể thương tổn người của tôi. Vương Yên Nhi run lên, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cậu Diệp nói mình là người của cậu ấy. Dường như Diệp Bắc Minh không chú ý đến cảm xúc của Vương Yên Nhi, sát ý lộ rõ trong mắt anh. Thứ hai, không ai có thể thương tổn người của tôi xong. Còn có thể tung tăng nhảy nhót trước mắt tôi. Nói xong, anh xoay người, đi thẳng đến Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Sắc mặt của Vương Yên Nhi và Cổng Đan thay đổi. Bên ngoài Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các. Cậu làm gì đấy? Muốn vào Thiên Đan Phường và Thánh Thủ Các thì xếp hàng đi. Vài khách hàng thấy Diệp Bắc Minh chen vào đám đông thì nhao nhao mở. Miệng quát. Tà khí mãnh liệt từ trên người Diệp Bắc Minh bột phát, tất cả người tu võ đang đứng xếp hàng đều run rẩy. Quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó cô ta bình tĩnh lại, Diệp Tông Chủ, anh làm gì thế? Thiên Đan Phường được thành phố thần bảo hộ, anh giết người nhà họ Ngư bọn tôi, chẳng lẽ không sợ? Tiện nhân! Diệp Bắc Minh cho cô ta một bạt tai. Chát! Ngư Thất Tình quỳ thụp xuống, dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên mặt cô ta. Thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Chuyện gì vậy? Diệp Tông Chủ đánh Ngư gia chủ ư? Những người tu võ đứng xem thấy cảnh này thì ngớ ran. Ông không biết à, mấy hôm trước, Vương cô nương ở đối diện mất đôi tay ở Thiên Đan Phường đấy. Vương cô nương ấy là hồng nhan chi kỷ của Diệp Tông Chủ. Cái gì, có chuyện đấy à, kể lại chi tiết xem nào. Người tu võ xung quanh bắt đầu hóng chuyện. Anh dám đánh tôi. Ngư Thất Tình ngẩng đầu, trong mắt là sự bẽ bàng và phẫn nộ. Diệp Bắc Minh quát, cô là cái thá gì? Cô dám khiến Yên Nhi mất đi hai tay. Tôi sẽ hủy diệt nhà họ Ngư. Ngư Thất Tình triệt để phẫn nộ, hủy diệt nhà họ Ngư. Diệp Bắc Minh, anh nghĩ anh là ai? Không nói đến việc hủy diệt nhà họ Ngư, hôm nay anh có thể sống sót đi khỏi Thiên Đan Phường thì coi như anh lợi hại. Thành phố thần có quy định, tự tiện xông vào sản nghiệp tư nhân hành hung, nhà họ Ngư tôi có quyền giết bất luận tội. Các vị cung phụng còn chờ gì nữa? Sao còn chưa ra mặt? Cô ta nói xong, ba luồng sát ý lạnh thấu xương bột phát từ đằng sau đám đông. Một người chột một mắt. Một người râu cá chê. Một người râu tóc bạc phơ. Hôm nay chính là ngày chết của anh. Giết anh ta cho tôi. Ba người kia được huấn luyện bài bản, sát ý bùng nổ trong nháy mắt. Một người dùng kiếm, một người dùng dao găm, một người dùng dao róc xương. Tấn công từ ba hướng. Diệp Bắc Minh thờ ơ đứng tại chỗ. Thấy thế. Ngư Thất Tình nở nụ cười, Diệp Bắc Minh, anh sợ ngu người rồi à? Anh cũng có ngày hôm nay nhỉ? Anh nói xem tại sao anh phải từ chối tôi cơ chứ? Lẽ nào tôi không tốt hơn Vương Yên Nhi trăm lần, nghìn lần, vạn lần hay sao? Binh! Một tiếng vang đỉnh tai nhức óc. Vũ khí của nhóm Ngô Đức Lộc bị một thứ sức mạnh khổng lồ ngăn cản. Giống như đâm vào một bức tường sắt. Dừng lại cách Diệp Bắc Minh nửa bước. Sao có thể thế được? Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Ngô Đức Lộc, Diệp Bắc Minh tung một quyền. Gào! Ngô Đức Lộc chỉ cảm thấy có tiếng rồng gầm vang lên, màng tai như sắp nổ tung. Phụt! Lồng ngực đau đớn, ông ta bị một thứ sức mạnh không thể ngăn cản đánh bay ra ngoài, cơ thể nổ tan tành, biến thành một vũng máu. Một quyền nổ tan xác, cậu! Hai cung phụng cảnh giới thần hoàng sơ kỳ còn lại sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Trái tim Ngư Thất Tình run rẩy, cô ta sợ đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài, thực lực của anh. Rút lui, ông lão mắt chột hô lên. Thiên sát môn có một quy tắc, một đòn không trúng thì phải trốn ngay lập tức. Hai người tu võ cảnh giới thần hoàng sơ kỳ xoay người bỏ chạy, những người tu võ đứng xem sửng sốt. Chuyện gì vậy? Ba người cảnh giới thần hoàng bao vây tấn công một người, không những một trong số đó bị giết chết trong nháy mắt, hai người còn lại thì tháo chạy. Diệp Bắc Minh lập tức đuổi theo, khí thế cực kỳ đáng sợ. Gào! Tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, ông lão mắt chột quay đầu nhìn. Năm ngón tay của Diệp Bắc Minh cong lại giống như vuốt rồng. Đừng! Giọng ông lão mắt chột run rẩy, ngay sau đó đầu ông ta tức khắc nổ tung. Ụ! Trong lòng càng nổi lên làn sóng sợ hãi, sao lại như vậy? Anh ta mới vào, thàn giới chưa đến 3 tháng.
Tại sao lại mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng? Sớm biết như vậy, tại sao mình phải đưa anh ta đến thần giáng tuyển chọn? Sớm biết có ngày hôm nay, mình nhất định không tiếc mọi giá giết anh ta ở huyền giới. Trên đời không có thuốc hối hận. Diệp tông chủ, nể tình trước đây, xin tha mạng. Ngư Thất Tình cúi đầu, đôi môi tái nhợt. Xin tha. Bây giờ chỉ có xin tha. Cậu Diệp. Sư phụ. Lúc này, trong đám đông vang lên hai giọng nói. Cuối cùng Vương Yên Nhi và Cuồng Đan chen đám đông đi vào, tiếc là cuộc chiến đã kết thúc. Yên Nhị, cứu tôi. Cầu xin cô cứu tôi. Tôi dập đầu với cô. Ngư Thất Tình giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng, cái đầu điên cuồng đập xuống đất. Phập phập phập. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, trán đã đầm đìa máu tươi. Lúc Vương Yên Nhi căn môi, do dự không quyết. Tránh rét. Phía sau đám đông vang lên một giọng nói lạnh lùng. Liền sau đó, đám đông nhường ra một lối đi, một người đàn ông đưa theo mấy chục binh sĩ mặc chiến giáp xông vào. Tỏa ra bao vây Diệp Bắc Minh ở giữa. Làm sao dám coi thường pháp tắc thành phố thần, giết cung phụng nhà họ. Ngư trước nhiều người. Anh đã vi phạm điều thứ ba, điều thứ bảy, điều thứ chín của pháp tắc thành phố thần. Lập tức bó tay chịu bắt, cùng tôi về ti trấn ngục thẩm tra. Nhìn thấy cảnh này, Ngư Thất Tình không nhịn được cười ra tiếng, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, lần này anh chết chắc thật rồi. Ti trấn ngục ở đây, Ngư Thất Tình tôi sẽ không chết. Cô ta chậm rãi đứng lên, vỗ phủi bụi đất trên đầu gối. Vậy sao? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt Ngư Thất Tình, một luồng sát ý ngút trời bùng phát. Vương Yên Nhi vội vàng tiến lên, cậu Diệp, đừng. Đồ đê tiện này chết không đáng tiếc, nếu ti trấn ngục không có ở đây, cậu giết cô ta cũng thôi đi. Cùng lắm là chịu xử phạt. Nhưng nếu giết người trước mặt ti trấn ngục, họ có quyền trực tiếp giết cậu. Yên Nhi cầu xin cậu, đừng vì Yên Nhi mà mất đi tính mạng của mình. Cậu có thể vì Yên Nhi làm tất cả, Yên Nhi đã biết đủ rồi. Vương Yên Nhi rơi nước mắt. Người thanh niên của ti trấn ngục cảm nhận được sát ý ngút trời của Diệp Bắc Minh, lạnh lùng nhả ra một câu. Diệp Bắc Minh, anh còn muốn giết người. Trong mắt anh pháp tắc của thành phố thần là gì? Còn không bó tay chịu bắt cho tôi. Tôi không những phải giết người, tôi còn phải giết trước mặt anh, Diệp Bắc Minh bật cười một tiếng. Bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước người Ngư Thất Tình. Giơ tay đập một chưởng xuống. Cơ thể của Ngư Thất Tình run lên, tỏ vẻ mặt không dám tin. Dường như đang hỏi, làm sao anh ta dám giết mình trước mặt người của ti trấn ngục. Phập, cơ thể của Ngư Thất Tình nổ tung, hóa thành một làn xương máu. Đám người của ti trấn ngục ngẩn người. Các võ giả khác có mặt trợn mắt há hốc miệng, sợ đến trái tim như muốn nổ tung. Giết người trước mặt ti trấn ngục, thật có dũng khí. Việc này tương đương với đánh vào mặt chủ của thành phố thần, kiểu đánh vang bốp bốp. Giết chết bất luận tôi, thanh niên của ti trấn ngục quát lên một tiếng. Lúc mấy chục binh sĩ tiến lên một bước, chuẩn bị ra tay. Phía sau tất cả mọi người lại vang lên một giọng nói thản nhiên, Bạch Tả Sứ, dừng tay. Mọi người ngẩn người, ai dám ngăn ti trấn ngục ra tay. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, thanh niên của ti trấn ngục sửng sốt, Hoàng Tổng Quản, sao ông lại đến đây? Người này, chính là người gửi thiệp mời dạ yến cho Diệp Bắc Minh. Người thanh niên của ti trấn ngục kinh hãi, đưa người của cậu lui xuống. Hoàng Tổng Quản lên tiếng. Người thanh niên của ti trấn ngục mang theo oán khí nhìn Diệp Bắc Minh một cái, không cam tâm nhả ra một câu, vâng. Chúng ta đi. Đợi người của ti trấn ngục rời đi. Hoàng Tổng Quản mới nở nụ cười với Diệp Bắc Minh, Diệp Tông Chủ, Thành Chủ vẫn luôn dõi theo cậu. Các võ giả ở hiện trường đều kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn sang Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, Thành Chủ là ai? Hoàng Tổng Quản không trả lời, cười chắp tay. Diệp Tông Chủ, có cơ hội gặp lại, cáo từ. Không hề dài dòng quay người bỏ đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi về. Vừa về đến đan các. Một bóng hình không hề khách sáo đi đến. Nhóc con, đừng tưởng thành chủ quan tâm mày thì có thể làm sang làm bậy ở thành phố thần. Ở địa bàn của tao, là con sâu thì mày phải bò, là con rồng thì mày cũng phải nằm cho tao gạch dưới. Sau này tốt nhất mày phải khiêm tốn, tao sẽ luôn để ý mày. Một khi mày phạm sai lầm, Bạch Kiêu tao bảo đảm sẽ trừng trị mày trước khi Hoàng Tổng Quản xuất hiện. Trong giọng điệu mang theo ý uy hiếp rõ ràng.
người đang nói chính là Bạch Kiêu, người thanh niên của Ti Trấn Ngục. Vừa nãy Diệp Bắc Minh đã giết người trước mặt nhiều võ giả, trước mặt tả sư của Ti Trấn Ngục như anh ta. Đúng là vả mặt trần trụi. Diệp Bắc Minh bước ra một bước xuất hiện trước người Bạch Kiêu, một luồng khí thế cực kỳ cường mạnh ầm ầm bùng phát. Cả người Bạch Kiêu giống như bị xe lửa đang chạy đâm trúng, trực tiếp bay đi. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Lại phát ra một tiếng choang, đập mạnh xuống con phố bên ngoài thiên hạ đệ nhất đan. Toàn bộ áo giáp đều nổ tung hóa thành mảnh vụn. Chuyện gì vậy? Anh ta là ai? Sao lại bay ra từ thiên hạ đệ nhất đan? Người đi đường đều dừng bước chân. Có người kinh hãi kêu một tiếng, Bạch Tả Sứ. Là Bạch Tả Sứ Bạch Kiêu của Ti Trấn Ngục. Suýt. Người đi đường xung quanh hít khí lạnh, kinh sợ nhìn sang cổng lớn của thiên hạ đệ nhất đan. Còn có lần sau, chết. Giọng lạnh lùng vang lên. Mày, làm sao mày dám? Phụt. Bạch Kiêu chỉ vào cổng lớn của thiên hạ đệ nhất các, lại phun ra máu tươi lần nữa. Lục phủ ngũ tạng gần như vỡ nứt, hoàn toàn ngất đi. Vương Yên Nhi và Cuồng Đan ngây ra như gà mắc thóc, hóa đá nhìn mọi thứ. Không biết qua bao lâu, hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Sư phụ, Bạch Kiêu là người của Ti Trấn Ngục, sư phụ làm vậy sẽ gây rắc rối lớn đấy, Cuồng Đan cười khổ lắc đầu. Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, Đồ Nhi, con cảm thấy vừa nấy vi sư không ra tay, Bạch Kiêu sẽ không đến gây chuyện với sư phụ ư. Cuồng Đan ngẩn người, sau đó lắc đầu, Bạch Kiêu chắc chắn cảm thấy mất hết thể diện vì vừa nãy sư phụ giết Ngư Thất Tình trước nhiều người. Theo tính cách của người này, chắc chắn sẽ tìm cơ hội tìm lại thể diện. Cho nên, bất luận sư phụ làm thế nào, anh ta cũng sẽ đến gây chuyện. Diệp Bắc Minh nói, đợi anh ta chủ động đến gây chuyện, chỉ bằng ra tay trước thì hơn. Đồ Nhi, con luyện đan không tệ, những mặt khác còn phải học thêm. Nhưng, Cuồng Đan cứ nhưng cả hồi lâu, không tìm được lý do thuyết phục bản thân. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang Vương Yên Nhi, cho tôi xem vết thương của cô. Máu thịt cơ thể bán thần tiến hóa thành cơ thể thần, cơ thể máu thịt của người phàm không thể cùng tồn tại với cơ thể thần. Nếu máu thịt của võ giả ở cảnh giới này bị tổn hại, thì không thể tự mọc lại. Diệp Bắc Minh cau mày, lần đầu tiên anh nghe thấy cách nói này. Vương Yên Nhi không muốn làm Diệp Bắc Minh khó xử, chủ động lên tiếng, cậu Diệp, cậu không cần lo lắng cho Yên Nhi. Cậu Diệp đã cho nhà họ Vương quá nhiều, Yên Nhi vốn không có gì báo đáp. Hai cánh tay này coi như là Yên Nhi báo đáp cậu Diệp. Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, tôi không muốn để những người bên cạnh tôi chịu tổn thương. Đây là nguyên tắc làm việc của cả đời Diệp Bắc Minh tôi. Còn tay của cô, tôi sẽ nghĩ cách. Khu thí luyện. Ầm ầm. Mây đen trên hư không phía trước gầm thét, sấm chớp ầm ầm. Từng đường sét giáng xuống, hội tụ với nhau, giống như diệt thế. Tất cả võ giả, yêu thú, ma thú đều bị thu hút đến, kinh sợ nhìn lôi kiếp khủng bố phía trước. Sâu trong lôi kiếp, một thanh niên đang được lôi kiếp gột rửa. Bùi. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, giống như vỡ đê. Cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Suýt, Đường Hạo tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Trời ơi, lúc anh ta tiến vào khu thí luyện mới là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, giờ đã đỉnh phong rồi. Vô số thiên tài trợn mắt há hốc miệng, nhìn đám mây phía trước, đồng tử không ngừng co lại. Cùng lúc đó, sâu trong biển sấm sét, giọng của lão quỷ vang lên từ đan điền của Đường Hạo. Đường Hạo, chúc mừng cậu đã tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Trong vòng trăm năm, tôi bảo đảm cậu sẽ tiến vào tổ cảnh, đến lúc đó, cùng tôi đến thần quốc hỗn độn, ở đó mới là vũ đài của cậu. Thần quốc hỗn độn, trong con mắt của Đường Hạo rực lửa. Một lát sau, hắn nghiêm mắt lại, thần quốc hỗn độn không vội, bây giờ tôi vô cùng muốn giết người. Khóe miệng cong lên tà mị, Diệp Phong, mày đang ở đâu? Tao thực sự muốn bóp xương đầu gối của mày xem, có phải mày cứng rắn thật không? Tại sao cứ luôn đối đầu với tao? Trên không trung quảng trường trung tâm điện thần hoàng. Một đường khe nứt không gian xuất hiện, hai đường, ba đường, 10 đường, 100 đường. Từng bóng hình nhếch nhác từ khe nứt xông ra. Hoan Nhi, sao con ra nhanh như vậy? Mỗi lần khu thí luyện mở ra ít nhất kéo dài một tháng, các cậu mới 7 ngày mà đã ra rồi. Chuyện gì vậy? Sao nhiều người ra liền một lúc thế? Rất nhiều cường giả cảnh giới thần hoàng hậu kỳ ở quảng trường cao mày. Sư phụ,
chúng con cũng không muốn ran. Chúng con bị người khác đuổi ra. Cái gì, bị người khác đuổi ra? Mọi người ngẩn người, trên mặt lóe lên tia tức giận, khu thí luyện lớn như vậy, mấy ngàn di tích mặc cho các con thám hiểm. Mọi người đều là người của Điện Thần Hoàng, nước sông không phạm nước giếng, ai mà quá đáng như vậy? Dĩnh Nhị, là ai làm? Sư phụ của Sở Dĩnh Nhi, Liễu Tố Tố sầm mặt, bà ta cũng nổi giận thực sự. Nguyễn Nguyệt Cầm và Trương Chính Cản quay sang nhìn nhau. Một ông lão áo choàng xám lạnh giọng quát, đừng để lão phu biết, nếu không nhất định cho hắn một bài học sâu sắc. Nói với lão phu, là ai? Trên mặt mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Đường Hạo cười thú vị, ông đang chất vấn tôi hả? Ánh mắt Nhiệm trưởng Vân băng lạnh, cậu dám ăn nói với tôi như vậy. Thế thì đã làm sao? Đường Hạo cười, thế thì đã làm sao? Chỉ dựa vào ông mà cũng xứng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, hắn tóm năm ngón tay trên hư không. Lại lao về phía Nhiệm trưởng Vân trước mặt tất cả người của Điện Thần Hoàng. Muốn chết hả? Nhiệm trưởng Vân hoàn toàn nổi giận. Giơ tay tung một chưởng, khí thế bừng bừng tấn công về phía cánh tay của Đường Hạo. Cậu nhóc, nếu không phải nể tình Độc Cô Bá Đạo là sư phụ của cậu, lão phu trực tiếp đập chết cậu ngay với chưởng này. Phế một cánh tay của cậu trước, cho cậu biết thế nào gọi là trời cao đất dày. Nhiệm trưởng Vân vừa nói ra câu này, bàn tay của hai người chạm vào nhô rắc, một tiếng giòn tan. A! À, Nhiệm trưởng Vân kêu thảm một tiếng, cánh tay lại lập tức hóa thành bột vụn. Uy lực một chưởng của Đường Hạo vẫn chưa hết, tiếp tục nghiền áp xuống, đập mạnh lên bả vai của Nhiệm trưởng Vân. Phụt! Nhiệm trưởng Vân điên cuồng chảy máu tươi, hai đầu gối mềm như quỳ dưới đất. Đầu gối cắm sâu xuống đất. Ông ta kinh hãi ngẩng đầu, cậu, đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Đường Hạo cười thản nhiên một tiếng, sai, là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, đỉnh phong. Suýt, toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh. Cậu, cho dù cậu tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, cũng là vãn bối của lão phu. Cũng phải sợ giật mình, Đường Hạo lại đột phá đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong trong một lần. Đúng là khiến người ta không dám tin. Hạo Nhi, dừng tay. Độc Cô Bá Đạo kinh sợ giật mình. Đường Hạo thản nhiên nói, sư phụ, lão già này vừa mới muốn phế con đấy. Tiếc là con đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, lão phế vật này đã phải tấm sắt rồi. Những người xung quanh đều dồn đến ánh mắt quái dị. Sắc mặt của Nhiệm trưởng Vân tái xanh. Độc Cô Bá Đạo lắc đầu, Hạo Nhi, ông Nhiệm là tiền bối của Điện Thần Hoàng, tha cho ông ta đi. Đường Hạo buông tay, nể tình sư phụ lên tiếng, tha cho ông một lần. Nhiệm trưởng Vân vui mừng trong lòng. Liền sau đó, tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Lật bàn tay đập một chưởng. Phụt, đan điền của Nhiệm trưởng Vân vỡ nứt tại chỗ, ngã lăn ra mấy chục mét như con chó chết. Nhiệm trưởng Vân chừng mở to đôi mắt, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Những người cảnh giới thần hoàng như Nguyễn Nguyệt Cầm, Trương Chính Càn, Liễu Tố Tố ớn lạnh một hồi. Đường Hạo quá ác, gần như ác đến tàn nhẫn. Con, Độc Cô Bá Đạo tức đến đôi mắt trợn trừng, sao con có thể làm như vậy? Đường Hạo cười như không cười, sư phụ đang trách con sao? Trong lòng Độc Cô Bá Đạo trầm xuống, thấp thoáng có cảm giác không thể kiểm soát Đường Hạo. Lúc ông ta bí mật thu nhận Đường Hạo làm đồ đệ, đã nhìn ra dã tâm của kẻ này. Chỉ là không ngờ, lại không thể kiểm soát Đường Hạo nhanh như vậy. Được, Độc Cô Bá Đạo hít sâu một hơi, vì sự không quản chuyện này, có mang Long Chỉ Thảo và Nhân Sâm Hoàng Huyết về không? Chỉ cần có được hai thứ này, ông ta có thể tiến vào tổ cảnh. Đến lúc đó chẳng phải có thể tùy ý xử trí Đường Hạo ư. Chỉ cần mình tiến vào tổ cảnh, nhất định cấy ấn ký thần hồn lên người tên xúc sinh này. Nếu dùng tốt tên xúc sinh này thì hắn là một thanh kiến, nếu không dùng tốt thì có thể sẽ phản phệ bản thân. Đáng chết, ban đầu sao lại mềm lòng không cấy ấn ký linh hồn cho hắn chứ? Độc Cô Bá Đạo hơi bực mình. Đường Hạo cười lắc đầu, xin lỗi sư phụ, con đã tìm được hai dược liệu này. Nhưng để nâng cao cảnh giới, nên con trực tiếp sử dụng rồi. Cái gì, nha hoàn thân cận, trong lòng Nguyễn Nguyệt Cầm bùng lên ngọn lửa giận. Nguyễn Thanh Từ là con gái ruột của bà ta, vì vài nguyên nhân mà lưu lạc ở huyền giới. Khó khăn lắm cô ta mới quay về bên cạnh, làm sao có thể làm nha hoàn thân cận của người khác. Không được.
Nguyễn Nguyệt Cầm cũng không cần nghĩ liền từ chối. Khí tức trên người Đường Hạo bùng phát, một luồng sát ý vô hình ngưng tụt đàn áp về phía Nguyễn Nguyệt Cầm. Thụp, Nguyễn Nguyệt Cầm vốn không chịu nổi, đầu gối trực tiếp đập xuyên mặt sàn quỳ xuống. Nguyệt Cầm, Trương Chính Cản và Liễu Tố Tố kinh hồn bạt vía. Đường Hạo cong khóe miệng cười thú vị, Nguyễn bá mẫu, tôi chưa nghe rõ, bà có thể nói lại lần nữa không? Nguyễn Nguyệt Cầm cắn chặt răng, kiên định nhả ra một câu, tôi nói, không được. Ha ha! Đường Hạo cười lắc đầu, sư phụ, đồ nhi dạy sư phụ một chiêu, chân khí bá đạo còn có một cách sử dụng. Năm ngón tay điểm về phía Nguyễn Nguyệt Cầm, năm con hắc long được. Ngưng tụ từ chân khí bá đạo lần lượt xông ra. Trong phút chốc chui vào cơ thể của Nguyễn Nguyệt Cầm, phụt, Nguyễn Nguyệt Cầm phun ra một ngụm máu đen. Độc cô bá đạo kinh hãi, con đã làm gì bà ta? Đường Hạo thản nhiên nói, cũng không làm gì, chỉ là cái năm đường chân khí bá đạo vào trong cơ thể bà tai. Sau này trong điện thần hoàng, sợ rằng Đường Hạo sẽ nắm quyền quyết định rồi. Không ít cảnh giới thần hoàng lắc đầu. Một vài thanh niên căn răng, hắn giết người bừa bãi như vậy, chẳng lẽ mấy vị thánh tổ ngồi yên không quản sao? Mấy vị cảnh giới thần hoàng nhìn mấy thanh niên ngây thơ, thánh tổ. Trừ phi điện thần hoàng rơi vào cảnh sống chết tồn vong. Nếu không thánh tổ làm sao ra tay? Cậu nghĩ thánh tổ không biết chuyện xảy ra bây giờ ư? Thánh tổ không ra tay, đã mặc nhận hành vi của Đường Hạo. Thánh tổ chỉ mong có thêm vài người giống như Đường Hạo, như vậy thực lực của điện thần hoàng sẽ mạnh thêm. Nghe thấy lời này, mấy thanh niên hoàn toàn hiểu ra. Đúng rồi. Đường Hạo lướt nhìn Trương Chính Cản thừa sống thiếu chết một cái, quay đầu nhìn Độc Cô Bá Đạo. Tên nhóc tên Diệp Phong đó, chắc cũng rời khỏi khu thí luyện trước rồi. Sư phụ có nhìn thấy hắn không? Ánh mắt Độc Cô Bá Đạo lóe lên, đồ nhi, có lẽ tên nhóc đó cũng không có được cơ duyên trong khu thí luyện. Sau khi hắn rời khỏi khu thí luyện, đã giết lão tổ Bích Hỏa ở một tòa sơn cốc cách điện thần hoàng mấy trăm dặm. Sau đó đã hoàn toàn biến mất. Bá đạo thần hoàng trực tiếp giấu chuyện Diệp Phong chính là Diệp Bắc Minh Hy. Đường Hạo hơi bất ngờ. Hắn đã giết lão tổ Bích Hỏa. Đúng thế, Độc Cô Bá Đạo gật đầu. Đường Hạo cười khế một tiếng, Lạc Khuynh Thành đâu? Cô ta chẳng phải là sư phụ của Diệp Phong sao? Chẳng lẽ cô ta không biết Diệp Phong ở đâu? Độc Cô Bá Đạo vội vàng ngăn, đồ nhi, Khuynh Thành là người phụ nữ mà ta để ý. Cô ấy là sư nương tương lai của con không được ra tay với cô ấy. Đường Hạo cười, nếu đồ nhi cũng thích cô ta thì sao? Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo trầm xuống, Đường Hạo, con không biết mình đang nói gì sao? Độc Cô Bá Đạo, tôi đang thương lượng với ông đừng có uống kính không uống lại uống rượu phạt. Đường Hạo trực tiếp gọi thẳng tên. Càng không hề che giấu sát ý trong ánh mắt, tuy trong lòng Độc Cô Bá Đạo rất tức giận, nhưng lý trí lại thắng cơn giận. Hay cho một tên xúc sinh, lại muốn trèo lên đầu của Độc Cô Bá Đạo tao. Xem ra phải tiễn mấy lên đường rồi. Ông trời muốn diệt mày, thì phải cho mày điên cuồng trước, vậy để mày điên cuồng một thời gian đi. Độc Cô Bá Đạo áp chế cơn lửa giận xuống. Phù, hít sâu một hơi, cố nở nụ cười, Đường Hạo, cậu đúng là nhân tài. Độc Cô Bá Đạo tôi cũng không có gì có thể dạy cậu nữa, cũng không xứng làm sư phụ của cậu. Giơ tay lấy ra một thanh bảo kiếm từ chiếc nhẫn chữ vật, bắt đầu từ bây giờ, tình nghĩa sư đồ chúng ta như thanh kiếm này. Choang! Bảo kiếm gãy thành đôi. Cùng lúc đó, ở đại sảnh thiên hạ đệ nhất đan. Yên nhị, tôi tạm thời cầm máu cho hai cánh tay của cô, sau đó khí sắc của cô sẽ tốt lên nhiều. Diệp Bắc Minh cắm kim châm lên cánh tay Vương Yên Nhi, có điều, hồi phục hai cánh tay thì cần phải có thời gian. Vương Yên Nhi cười gật đầu, được, tôi tin cậu. Đúng rồi, các sư tỷ của tôi đâu? Diệp Bắc Minh mới phát hiện mấy sư tỷ đều không ở thiên hạ đệ nhất đan và thiên hạ đệ nhất y. Vương Yên Nhi nói, hôm đó sau khi cậu Diệp rời đi, 9 người đã nói những lời như điện chủ, kế tiếp hoa tộc thượng cổ. Kế hoạch, cơ hội cuối cùng, rồi tất cả rời khỏi thành phố thần. Sau khi bảo Vương Yên Nhi đi nghỉ, Diệp Bắc Minh quay về phòng. Cau chặt mày. Anh cứ cảm thấy 9 sư tỷ đang gánh bác một bí mật cực lớn. Bí mật này có quan hệ rất lớn với hoa tộc thượng cổ. Chỉ tiếc là, các sư tỷ không nói ra. Lần này, tại sao lại rời đi? Cơ hội cuối cùng. Diệp Bắc Minh lẩm bẩm, sau đó truyền âm, tiểu tháp,
ông cảm thấy là thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục suy nghĩ một lúc rồi trả lời, từ những lời của Vương Yên Nhi suy đoán, rất có thể là họ cần đi làm nốt những việc sau này của chủ luân hồi. Chuyện này, liên quan đến việc kế tiếp Hoa tộc Thượng Cổ, hơn nữa rất có thể cậu là mấu chốt của chuyện này. Diệp Bắc Minh ngẩn người, tôi là mấu chốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nếu không cậu nghĩ thế nào? Cậu may mắn hơn người, cực kỳ nghịch thiên. Bản tháp từng có hàng trăm ký chủ, luận thành tựu thì cậu còn chưa được tới lượt. Chỉ luận về may mắn, cậu chắc chắn là số một. Thậm chí bản tháp còn nghi ngờ, có người bày ra thế trận, dồn hết tất cả may mắn của Hoa tộc Thượng Cổ lên cậu. Ngoại từ cậu cống hết may mắn của cả chủng tộc, bản tháp thực sự không nghĩ được may mắn của cậu ở đâu ra. Diệp Bắc Minh ngẩn người, gánh hết may mắn của Hoa tộc Thượng Cổ, cái gánh này cũng lớn quá rồi. Vẫn nên suy nghĩ việc làm thế nào để hồi phục hai cánh tay của Vương Yên Nhi thì hơn. Sau đó, Diệp Bắc Minh nhớ lại hết một lượt y thuật của trăm vị sư phụ để lại. Rồi lại tìm phương pháp từ trong truyền thừa mà Hoa tộc Thượng Cổ để lại. Cuối cùng, vẻ mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Những thứ có thể giúp Yên Nhi hồi phục cánh tay đều là thiên tài địa bảo, loại dược liệu này vốn không thể rời khỏi nơi sinh trưởng. Trừ phi trực tiếp luyện đan ở ngay nơi thiên tài địa bảo mọc ra. Am ầm, đột nhiên, trên không trung nghĩa địa hỗn độn vang lên tiếng sét đánh. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng, thần hồn tiến vào trong nghĩa địa hỗn độn, tiền bối Hiên Viên, vãn bối có chuyện muốn chỉ giáo. Vùi sau trong nghĩa địa hỗn độn, một phần mộ cổ xưa lóe lên ánh hào quang. Liền sau đó, một bóng hình vĩ đại xuất hiện trên không trung mộ huyệt, bền chắc hơn trước đây ba phần. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiền bối Hiên Viên. Thần hồn của ông hồi phục rồi ư? Hiên Viên Hoàng đế cười gật đầu, từ sau khi cậu tăng cảnh giới, sức mạnh của nghĩa địa hỗn độn mạnh hơn rất nhiều. Theo tốc độ này, thêm một kỷ nguyên nữa thì tôi có thể rời khỏi nơi này rồi. Diệp Bắc Minh kích động, thật không? Tốt quá! Hiên Viên Hoàng đế gật đầu. Diệp Bắc Minh nói ra tình trạng của Vương Yên Nhi, xét tình trạng của Yên Nhị. Chỉ có mười mấy loại đan dược được luyện chế từ thiên tài địa bảo mới có thể khiến cô ta mọc lại cánh tay đã gãy. Nhưng cho dù là thần giới, thiên tài địa bảo cũng cực kỳ hiếm có. Có cách nào khác không? Nghe xong lời của Diệp Bắc Minh, Hiên Viên Hoàng đế trực tiếp nhả ra hai chữ, ngốc nghếch. Diệp Bắc Minh ngẩn người, a, ông nói tôi là đồ ngốc. Hiên Viên Hoàng đế không hề khách sáo, cậu nhóc, trong tay cậu nắm giữ thiên hạ đệ nhất chí bảo đấy. Mà lại còn phiền nào vì mấy thiên tài địa bảo nhỏ bé, mẫu thạch hỗn độn trong tay cậu dùng để làm gì hả? Diệp Bắc Minh võ chán, tôi hiểu rồi. Mẫu thạch hỗn độn có thể hóa ra vạn vật thế gian, ý của tiền bối Hiên Viên là cho mẫu thạch hỗn độn hóa thành thiên tài địa bảo. Sao anh lại quên vật này chứ? Hiên Viên Hoàng đế trợn mắt trắng, ngốc, hết thuốc chữa, ngu ngốc cực kỳ. Tôi thực sự lo lắng, cậu thực sự có thể dẫn dắt Hoa tộc Thượng Cổ trở về sao? Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu, tiền bối, tôi lại ngốc ở chỗ nào? Hiên Viên Hoàng đế không vui nói chuyện với cậu đúng là tức thật. Mẫu thạch hỗn độn đã có thể hóa ra vạn vật thế gian, tại sao cậu không cho nó hóa thành hai cánh tay của cô gái đó? Còn có thể như vậy ư, Diệp Bắc Minh kinh hãi. Hiên Viên Hoàng đế cười lạnh lùng một tiếng, hừ, mẫu thạch hỗn độn là nguồn gốc của vạn vật, cậu coi là trò đùa hả? Nhưng tôi nhắc cậu một câu, mẫu thạch hỗn độn không thể trực tiếp hóa thành cơ thể máu thịt, cần tinh huyết của cô gái đó làm thuốc dẫn. Được, tôi đi thử xem L. Diệp Bắc Minh ra khỏi nghĩa địa hỗn độn. Trực tiếp đến phòng của Vương Yên Nhi. Không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào. A, một tiếng kêu kinh hãi. Diệp Bắc Minh mới phát hiện, trong căn phòng ẩm ướt đầy hơi nước. Phía sau tấm bình phong nửa trong suốt, tiếng nước nhẹ nhẹ vang lên. Vương Yên Nhi ngồi trong bồn tắm, từ cổ trở xuống mau chóng ẩn xuống mặt nước. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, vội quay người, cô Yên Nhị, xin lỗi. Tôi không nghĩ cô đang tắm. Vương Yên Nhi nghe thấy giọng của Diệp Bắc Minh, khuôn mặt liền đỏ bừng, ấy. Không, không sao. Cậu Diệp, cậu đột nhiên chạy đến có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh lên tiếng, đợi cô mặc xong quần áo rồi nói đi. Tôi đi gọi nha hoàn, bảo họ đến giúp cô. Giọng của Vương Yên Nhi vang lên, tôi đã sắp xếp mấy nha hoàn đi làm việc khác rồi, nửa canh giờ sau mới quay lại. Hay là, cậu Diệp,
cậu giúp tôi đi. Tôi, Diệp Bắc Minh ngẩn người. Vương Yên Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, giọng như con kiến, tôi tin nhân phẩm của cậu Diệp, cậu nhắm mắt là được. Được. Nói đến đây, Diệp Bắc Minh cũng không tiện nói gì. Trực tiếp cắt đứt liên hệ với tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nhắm mắt chậm rãi đi đến gần bồn tắm. Vương Yên Nhi bước ra từ trong nước, miệng cắn một chiếc khăn đưa qua, cậu Diệp, lau người trước. Lúc lau, hai người không tránh khỏi tiếp xúc. Vương Yên Nhi nín thở, cơ thể yêu kiều run lên. Cuối cùng, lau xong. Diệp Bắc Minh giúp Vương Yên Nhi mặc quần áo. Cậu Diệp, cậu có thể mở mắt rồi. Diệp Bắc Minh mở mắt, toàn thân Vương Yên Nhi từ trên xuống dưới đỏ ửng. Vì để bớt lúng túng, anh mau chóng nói, Yên Nhi, tôi tìm được cách hồi phục hai cánh tay cho cô rồi. Cơ thể Vương Yên Nhi run lên, cậu Diệp, cậu nói gì? Tìm được cách hồi phục hai cánh tay của tôi rồi ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế. Nhưng cần một giọt tinh huyết của cô. Được, đừng nói là một giọt, cho dù là 10 giọt, chấm giọt cũng được. Vương Yên Nhi kích động gật đầu. Sau đó, cô ta khó xử, cậu Diệp, tôi không có tay, vậy lại phiền cậu rồi. Tinh huyết sinh ra từ trái tim. Không có tay không thể lấy ra. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ gật đầu, đầu ngón tay điểm vào lồng ngực của Vương Yên Nhi. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.